Tổng thống Abbas họp các nhà lãnh đạo Palestine thảo luận về đàm phán hòa bình, tin từ Ramallah. Các nhà lãnh đạo Palestine đang họp để thảo luận việc quay lại bàn đàm phán hòa bình với Do Thái. Tổng thống Mahmoud Abbas tường trình cho các nhà lãnh đạo tổ chức giải phóng Palestine về các cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang kéo dài thời gian hiện diện ở Trung Đông với hy vọng là nghe được sự tiến triển. Tổng thống Abbas nói rằng sau khi gặp Ngoại trưởng Kerry trong ngày hôm qua, những sự khác biệt giữa hai phía đã được thu hẹp đáng kể. Ngoại trưởng Kerry đã tới Trung Đông 6 lần kể từ tháng 3, đã không cho biết chi tiết những đề nghị của ông ta, nhưng nỗ lực đã được Liên đoàn Ả Rập ca ngợi và nói rằng Ngoại trưởng đã cung cấp nền tảng và môi trường thích hợp để bắt đầu đàm phán. Một viên chức Do Thái nói rằng là Do Thái đã đồng ý về đường biên giới, nhưng lập tức đã bị một phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng bác bỏ.